Nhìn các bạn này, đấy đây là cái quả trứng mà mình đã ấp ra này. Đây là một chú gà đấy các bạn ạ. Đấy mình có cái nhiệt độ này để đo này. Đấy bây giờ là chú gà biết ngồi lên rồi đấy các bạn ơi. Hy vọng là bạn ấy sẽ khỏe mạnh nhá. Đấy mở mắt rồi đấy các bạn ạ. Rất may là mình phát hiện ra cái quả trứng này sớm ấy để mang về ấp. Đây. Mình sẽ quay nhiều hơn nhá. Các bạn ơi, đấy, bạn Sóc giờ là có em gà rồi này các bạn. Ừ. Này, em gà này á, mới được một con một ngày tuổi đấy các bạn ạ. Nhẹ thôi để bố cầm cho. Đấy, bạn gà mới được một ngày tuổi nên là đang dạy bạn ấy cách ăn cám. Ôi, con cầm nhé. Thôi, để nhẹ nhẹ đây thôi. Đó, bạn ấy đứng còn chưa vững này các bạn này. Đây, ăn ba nè. Thế bạn Sóc có thích nhận con nuôi bạn gà làm thú cưng không? Đây các bạn này. Đó, đang dậy bạn ăn kém đấy. Ôi, bạn ấy đói rồi. Thế mà chưa biết ăn các bạn ạ. Cho ăn đi. Đấy bạn ấy nhỏ quá, mới được một ngày, chưa được một ngày tuổi ấy, mới nở nước tối hôm qua. Đang là thèm ngủ. Có thích ông không? Em thấy. Có thích bạn gà không? Em tới. Ăn cám. Nhẹ nhẹ thôi, không là bạn gà bạn sợ. Kìa, bạn gà kìa. Nó không có đẻ trứng, không có ấp. Nên là phải bỏ vào máy lồng ấp để ấp các bạn ạ. Bạn gà bạn ấy nhắm mắt. Con chim nữa hả? Thôi con chim con cứ để đấy, nó muốn ra thì nó ra hả? Con cứ để con chim ở đấy, ở trong lòng đi, nó muốn ra thì để nó ra. Chưa biết ăn đâu. Đây, chui vào tay bạn Sóc kìa. Lúc vào tay bạn Sóc kìa. Thích không? Sóc có thích không? Cho Sóc nuôi làm thú cưng nha. Thôi từ nhẹ nhẹ thôi. Thôi thả xuống. Nhẹ nhẹ thôi. Đấy để cho bạn tập ăn đi. Mâm. Đây rồi. Đấy còn bạn chim nữa này. Bạn chim nhìn bạn gà chưa? Ôi, bạn gà bạn chạy ra chân bạn Sóc rồi, Sóc đứng im nhá, không được dẫm nhá, dẫm là đè lên bạn vì chi bạn gà đấy. Bạn chi chi của bạn Sóc. Con chi chi của bạn Sóc tìm ra chân bạn Sóc nằm rồi. Chi chi. Đó, chi chi lại đây nào, anh bế nào. Lên đây anh bế nha. Bế. Lên tay anh bế. Giờ nó còn là những cái mặt con vô. Bé.
Tay bạn sóc chơi thử nha, chi chi nha. Chi chi ngoan trên tay bạn sóc nha. Dịnh lại đây, tự buông ra, buông chiếc bèo đó. Đấy các bạn ơi. Thích không? Bạn chi chi của bạn sóc đấy. Thích không? Bạn sóc thích không? Trả lại thích không? Thích thì phải để dành tiền. Có tiền thì phải bỏ tiền ra để mua cám cho bạn chi chi ăn nha. Được không? Có được không? Được. Đập heo ra nha, đập heo để mua cám cho chi chi ăn nha. Tiền là có con heo. Thôi thôi nhẹ thôi, không có cầm vào đấy. À, con bé mới được chưa được một ngày tuổi, mới được có mấy tiếng đồng hồ. Rồi mình sẽ cho bạn ấy đi vào trong lòng ốc kia đi. Nào tay ra sóc rồi, tay ra đi. À, mình sẽ cho vào trong lòng ốc nha, để cho bạn ấy ấp tiếp nào. Nó ấm. À, đúng rồi. Rồi nắng đẹp rồi mang cho bạn lên ra phơi nắng. Ok. Bơi nắng. Chiếp chiếp ơi, bố đây. Đây các bạn này. Đấy, chiếp chiếp chúng mình mang nước ra là đòi uống nước này các bạn. Đó, em bé nên là mình chưa cho chiếp chiếp tự uống. À, để từ để bố bơm. Đây đây bố nào. Bơm đây, đây này cho chiếp chiếp uống nước này. Đó, mình nhắm mồm mồm lại, rồi miệng mình chiếp chiếp. Mình phải dậy chiếp chiếp. Mình phải dậy chiếp chiếp ăn cám nữa các bạn ạ. Đây này, cái cám này mình có cám viên to ấy, mình đã nghiền nó ra nhỏ để cho chiếp chiếp có thể ăn các bạn ạ. Nào, đi ra đây. Đây các bạn này, đến bây giờ thì chiếp chiếp được 12 giờ tuổi. Đi được rồi, vẫn hơi vấp vấp. Bơ. Đây là mình sẽ ăn.